này là cái này cái à, cá liệt ít, cái này là cá liệt ít người ta tranh mua nè. Dạ dạ. Ồ ngay chỗ này đông vô kẹt luôn rồi. À gì đó hả? Không được luôn. Kẹt luôn. Ồ ngày này khó đi rồi. Kẹt chỗ đây rồi. À cái này ít thành ra người ta mới dành đúng không chị? Đúng không? À. Rồi bữa nay được mấy tấn anh? Mấy tấn? À 7-8 tấn là 15 tấn á. Rồi quăng leo. Bên kia một cái chiếc ghe lớn cập bến nữa nè. Nay dưới cạn cá nhiều không anh? Bữa nay dưới cạn cá nhiều không? Nhiều luôn hả? Giờ mua xong rồi đi chợ nào anh chị? À, chợ Thành. Thôi chào anh chị nha. Rồi mua số may mắn nha. Ở dưới đó là cái gì nhiều anh? Cái gì dưới đó nhiều? Đúng rồi, cá giờ đang vô đó. Dạ. Cái mạnh anh đang vô. Bữa nay nha. Chú ơi. Chào chú. Bây giờ chú đi bán rồi. Đúng chưa? Dạ. Chú ơi, à, có người gửi quà cho chú nè. Chú bán uống cà phê rồi hả con? Dạ, 4 giờ rồi. Rồi từ đây chưa là bán được nửa đó không chú? Không có đâu con. Dạ. Một ngày vậy con à? Dạ.
Chú ở đại lý nào chú? Đại lý chú Phan Hưng Việt Bắc. Dạ. Chú vô đây là để đi bộ hay là đi xe vô? Cháu nó chở vô dùm. Dạ. Chú ở Phú Yên rồi chú? Dạ, ở Phú Yên. Phú Yên ở đồng đồng phương đó con. Dạ. Sáng đây thì Phương cũng cầm theo cái phong bì của hội cổ nhạc Thiền Ca Vô Vi đó, gửi cho chú 200. Chú ơi, cái này gửi cho chú 200 ngàn nha chú, của hội cổ nhạc Thiền Ca Vô Vi đó. Dạ. Tôi cũng chào chú nha chú, chúc chú may mắn nha. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Rồi chú bán à, có khách đợi à. Dạ. Bây giờ Phương sẽ đi xuống Bến Ké Dân Sinh Vĩnh Trường. Thì lâu lắm rồi Phương mới quay lại Bến Ké Dân Sinh Vĩnh Trường nữa mà con có bán chị. Thì giờ này đó là ở ngoài kìa, cả tươi vô rất là nhiều. Phía bên đây có một cái quán cà phê nè. Bên đây là bánh mì heo quay. Bên đây có không anh? Bên đây có không? Ít lắm hả? Dạ. Anh chạy ngoài kia hay là trong này? Trong này. À, trong này. Giờ là xong rồi. Con đường Phương đang đi nè, con đường Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, quê Phương và con có bán chị. Bên này thì bánh căn nè. Chị này bán bánh căn cũng lâu lắm rồi. Rồi, chào anh. Dạ chào Di. Bên này là bún thịt nướng là bán rất là sớm. Bên này là heo quay của anh Đông. Bây giờ Phương sẽ đi vô trong Bến Ké ha. Bây giờ Phương mời bà con khán giả đi với Phương ha. Bên này là quán cà phê, bên này là bánh canh. Bánh canh này là bán cũng rất là lâu rồi, Phương cũng quay cũng nhiều và còn có bán chị. Bến Ké Dân Sinh Vĩnh Trường thì cái này điểm này đó thì tầm 12 giờ rất là đông, 12 giờ 1 giờ rất là đông, bây giờ người ta đã mua hết rồi. Ngay chỗ này là cá kêu bằng cá xe bà con có bán chị. Giờ Phương sẽ qua bên này nè. Quay chụp hình nè hả? Rồi quay chụp hình. quay chụp hình. Rồi ốc sò. Ô cái thu nè. Bên này chị bán cá cò. Chào chị vui lắm. Dạ, thấy chưa? Mấy người quen á.
thấy chị vui. Dạ, đây đây em chào chị. Ờ bên đây cái thu nè. Hello hello. Xin chào, xin chào. Chào vô. Rồi, xin chào. Đây là khách đi xuống đi mua hải sản ha. À kênh của anh Nha Trang Biển Xanh. À đúng rồi. Rồi, xin chào. Sáng nào cũng quay ạ. À, lâu lâu mới quay lại cái cảng này, cái bến kế này. Ủa mình ở đâu? Mình ở đâu? Mình ở Sài Gòn. Hả? Ở Sài Gòn hả? À, sao mà biết xuống cái bến này mua cá tươi? Có bà con đây mà. À có bà con. Ở ngoài kia là cá tươi nhiều lắm. Lâu ra. Mực tươi nè, ngoài kia này đi theo mình. Đây. Ở ngoài đây nè, giờ cá vô nè. Giờ mới vô à? Ừ, cá tươi lắm. Bây giờ mới vô chứ phải là có ấn tượng. Không, bây giờ mới vô nè. Thấy bà xã bà dắt đi 1-2 giờ sáng á. 1-2 giờ sáng lên chỗ đây. Nha Trang Biển Xanh. Ừ đúng rồi. Đó. Ở Sài Gòn quận nào? Ở Bình Tân. À Bình Tân. Rồi Phương đi lối bên này ha. Oh. Rồi lâu quá rồi. Rồi một xỉa. Đây là mực tươi nè. Mực bữa nay nhiều không? Rồi. Rồi cái ô mực. Cái ô. Rồi. Hello, chào chị. Mỗi ngày như mỗi ngày ha. Rồi bữa nay cá nhiều không chị? Hello. Dạ cá ít ha chị ha. Dạ. Rồi vô. Vô. Giờ này là nước rút rồi nè. Ủa về sớm vậy anh? Vô đây. Rồi. Cá nhiều anh tới. Vô. Rồi chị đi trước em quay chị nha. Rồi bên đây nè. Giờ này là nước rút của bà con của bác chị. Tranh thủ đi kịp chợ nè. Cái thù lớn quá à. Cái này cái câu hả chị? Hả? Dạ. Ồ, cái này bao nhiêu một ký chị? Em thử. Dạ, 350. Dạ. Dạ. Dạ không, gửi chị uống nước mà. Em chào chị. Bên này cũng đông nè. Bên này là câu hố. Ờ,
rồi, bên em là mực rồi. Ồ, mực quá tươi luôn nè. Rồi, chào hai con. Đây cũng mực nè. Rồi, xin chào. Du lịch buổi sáng đi thể thao cũng ghé đi mua ké luôn nè. Đây chị Hai Kính, ô mực rất tươi, chị Hai Kính là mua mực rất là tươi nè. Ô quay lấy con gì nè. Đây chào ơi, chào anh trai. Quay ơi, cái hồ cái này nấu mặn rất là ngon, ướp. Rồi chào chị, bữa nay cá nhiều không? Rồi sáng giờ được nhiều không? Có, mình chụp không hả? Dạ, mình chụp không hả? Đâu mới vô à? Dạ, dạ. Dạ. À, cười cười á hả? Nó kêu thấy bà ngoại á. À, thấy bà ngoại hả? Dạ. Dạ. Nói bà ngoại là bà cũ. Trời ơi. Rồi bên này đang ghê đang vô nữa nè. Rồi chị này bưng con. Rồi mực kéo liên tục ghê luôn. Rồi mực nè. Rồi bữa nay có không? Ké cũng có. À. Ké cũng có mà năm nay ké rỉ em anh à. À ké rỉ ha. Rồi chào em nha. Bữa nay ké mình ghi về là ké gì? Ké cơm xăng. À cơm xăng hả? Ừ, cơm xăng. Rồi chào em. Một chiếc kia vòng chiền ké rồi một chiếc kia rất là lớn, không biết kia sâu là có chợ ké không ha. Mua ké có không? À, bữa nay còn bán chợ mít không? À. Dạ, chào chị hai. Ở chỗ này cũng đông nè. Làm sao ra xét kì ha, quay ha. Này nữa nè. Còn cái này cái gì? Cái nhồng. Không em cất được, không em đem thì bị lên. Đây. Nhồng, nước. Ta đứng như tôi bị trời. Đi lại tí trong
Cái nhồng đây bao nhiêu một ký? Cái nhồng nè. Không biết. 4-50 gì hả? 4-50 hả? Cái này làm trẻ thôi ha. Trẻ nó ngon mà. 4-5 đứa ai mẹ nè. Có bà lẽ đi hả? Có bà lẽ đi hả? Cái gì? Chào em. Rồi bữa nay bán được không? Bán ít chợ nè. À. Ba bữa vô bán tới ít à. À, em bán chợ cô bé. Thôi chờ em nha, chúc may mắn nha. Rồi hôm nay là mấy chị có đang đợi nè. Chào chị. Rồi chào em gái. Vẫn còn đông nè. Kia bên đây 2 chiếc vô nữa nè. Ồ, ở trên đây đường phường cũng di chuyển cũng khó. Ở đâu? Hả? Cái lựa cá hả? Rồi lựa cá ăn ngày bao nhiêu? Hả? Rồi nhà mình ở đâu? À, trên đìa đó hả? Ngày nào cũng ở đây đó hả? À, mình ở hiện tại giờ là mình thuê hay là cái gì? À, nhà thuê. Bây giờ Phương sẽ chích tiếp tục hội cổ nhạc Thuyền Ca Vô Vi, gửi cho cháu 200. Dạ, con chào cô. Đây. Rồi. Rồi, xin chào. Ồ, chỗ này là cá rất nhiều nè. Rồi, cái gì nữa nè? Cá hố, cá ồ. Cá hố nhỏ quá chị. À, cá hố nhà rỉu thôi. À. Vô ta làm trẻ. À, làm trẻ. Ồ, à. Chào anh. À, cá hồ. Anh đi biển có không anh? Dạ. Đi biển ha, còn lao động mà. Ui, trời ơi. Dạ. Thôi cố gắng lên đi ha, dành cho các cụ về hoàn cảnh khó khăn hơn ha. Tao về rồi, dạ. Tao 67 tuổi rồi. Dạ, mà. Có người bệnh tật rồi anh. Tao cũng vừa về rồi. Bên này là ghi bỏ xong rồi nè, bỏ cái xong rồi là rồi bến nè. Bên này vẫn tranh vẽ cái liệt. Bên này vẫn ghê, vẫn còn vô nè. Rồi, chào. Xin chào. Rồi, mình đi ngay nào. Ở số 7. Hả? Đi số 7 ở Bình Định á. À, ở Bình Định. Đạt số 7. À. Rồi, bữa nay ghi mình đạt không? Ghi cũng được. À, cũng được ha. Được bao nhiêu tấn? 3 tấn. À, 3 tấn ha. Còn là cái này không hả? Cái ồ không hả? Cái hố. À. Ủa cái này là cái dẻ hả ông, đúng không? Cái hố nè. À. Cái câu. Còn cái câu đâu? Có cái câu không? Có cái câu không? Cái câu á. Như là cái hố câu á. Có không? Có. Đó hả? Rồi ghi mình bỏ hàng xong rồi. Bỏ hải sản xong rồi. Rồi. Rồi kêu 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 kêu. Bạn kêu kìa. Rồi, đang con ké. Dạ, dạ.
hồi nãy giờ vẫn còn nè. Chị, chị ấy ơi, chị, bên đây cá nhiều không? Rồi, bên đây là cái cơm rồi. Cái này là ghi nó không vô cặp bến được, là nó đi biển tiếp à, anh vận chuyển vô, anh vận chuyển vô. Còn là cái cơm không anh? Cái gì không biết. Dạ màu ớt xong để đẩy bếp lại mình không thấy. Dạ anh, nhiệm vụ là anh vận chuyển thôi. Dạ anh ở Cô Bé luôn hả? À đúng rồi, anh này hình như ở trên kia đúng không? Đúng rồi. Anh gì tên gì quên rồi ta? Hùng. À chào anh Hùng. Ơi lâu quá gặp anh Hùng. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Đây là anh Hùng. Nhiều khi ở làng đó có mấy anh em, một số anh em cũng mấy chục năm rồi, nhiều khi Phương đi làm công nhân rồi cục mấy ảnh thì đi biển, thành ra cũng ít gặp nhau với bà con các bác anh chị, mấy chục năm rồi mới gặp lại anh Hùng. Còn con nè, cá rất là nhiều luôn. Còn cái ồ không hả chị ha? Còn cái ồ không à? Cái chù hả? À ồ. Phương cũng quay bến biết mà quên hoài. Khán giả con thông cảm cho Phương ha. Phương nhiều khi Phương cũng quay rất là nhiều chủ đề ở bà con cô bán chị. Mong rằng khán giả cũng luôn yêu thương, đăng ký kênh ủng hộ cho Phương. Có những chuyến đi rất là xa. Mong đem lại những cái hình ảnh chân thật những nơi Phương đi qua đó. Mong rằng khán giả cũng luôn yêu thương, ủng hộ, đăng ký kênh và like cho Phương, để Phương có nhiều cái động lực đó bà con có bán chị. Rồi đợi Phương đi hết chắc ăn, đợi người ta đi hết sổ lọt nước. Bên này là cá đủ loại luôn ha. À, cái chép rồi cái dịp dịp kia nữa nữa kìa. Cái phần vàng đó là gì em? Cái chép luôn. Cái phần vàng á. Cái phần vàng lớn lớn kìa. Cái chép. À, không cái ở ngoài cả. Ở ngoài kìa. Kia hả? Đó. Cái chép. Cái chép ha. Cái chép là cái gì? Đó. Cái chép. Đây đây mua bếp hả? Chỗ này đi ít rồi. Sáng giờ công việc nhiều không chị Thanh? Công việc nhiều không? Ké nhiều không? Dạ. Đi đi con, mẹ đây đi con. Mẹ đi nuôi nhá, mẹ đi bê cục nữ nuôi. Mà tá theo không? Tá tóc, chị bị tá theo đi. Không có tá theo đi. Rồi cái đây đi, chở đi đâu anh? Bình Sông. À Bình Sông. Vậy là cái này là cái xuất khẩu hả? À cái làm, cái làm. À, à sọc ruồi. Vậy là mình làm cái gì? Phơi khô. À phơi khô. Cái sọc ruồi. Đây đó hả? Dạ. Hả? Chào anh. Anh à. Dành cho những người về rồi chứ.
về ca không? Cố gắng lên chứ, mình còn lao động được mà. Bê tâm bình. Hay, bê đây bê chịu mẹ rồi, còn ra. Chào chị, hôm giờ cái anh ở ngôi trục rồi đã liên lạc được chưa? Anh gì vậy? Anh Lộc. À, gì cũng được rồi. Ủa, anh liên lạc bằng cách nào? Anh về rồi. À, rồi anh quay lại chưa? Rồi em có chúc mừng chị nha. Rồi làm đây đỡ không chị? Bữa giờ làm đỡ không chị? Mỗi lần mình làm như vậy đó kiếm 200 không? À cũng 200 ha. Thôi chị làm ha. Hả? Kiếm sĩ hả? Sĩ nữ quá hả? Sĩ nữ quá. Rồi cố lên đi. Ôi ghê. Tốc độ rất nhanh này. Vô bờ ké này. Đây bỏ dưới hầm luôn ha. Trên kia vẫn còn đông. Bây giờ Phương sẽ đi lối này ha. Ôi bữa nay chị chạy ba gác luôn hả? À đây là ông xã của chị. Rồi vô vô phụ xế. Rồi chú cà phê chưa mua được ké hả chị? Chưa hả? Vậy thế gì đó. Mấy bữa là giờ này là chị đã mua được rồi. Dạ. Bữa nay là chưa. Ở đây là chắc 12 giờ chị có mặt ở đây chưa? Mấy giờ? Thì mua trong cái bến kia. À bến đây thôi hả? Chị mua bến đây thôi. Vui mà. Thôi em chào chị nha. Em Năm. Sao buồn vậy? Nhớ cô Hai hả? À, chú mình nói à, ông chú không gửi tiền gì sao mà buồn vậy? Nói ngày quen ông gỡ được trăm mấy 200 đô à. À sao ít vậy? Ờ à, thì nói chung là cho mình làm nhiều thời tiết chứ. Nó gửi nhiều đó, con làm ăn được khó khăn rồi á. Chúng khó khăn gỡ à. 2 ngày gỡ 150 đô. À, vậy đó hả? À, ông Trâm á, ông Trâm á. Cầu 2 mà. À, cầu 2 mà. Thì rồi hôm rồi ông gỡ về được cũng 100 đô, còn 100 đô nữa. Rồi có hay liên lạc với ông chú đó không? Nói chung là số ổng á, à. Không biết là gọi số là 0861 gọi liên lạc không được. Rồi. Không đang làm việc á. Rồi. Không đang làm việc mà. Không làm việc mà. Quay chương trình MC á. À. À. Giờ ổng. À. Thì cháu nó cũng không cho nó cũng về chắc lại rồi đây. À. Thôi chờ em nha, thấy ngồi buồn tới hỏi thăm. Năm gì kêu bằng năm gì? Năm Sài Gòn. À, năm Sài Gòn. Trời ơi, cho nói cháu ông Trâm à. Ngày 5 tháng 11 cho ông chú tôi nhà trắng lại. À. Mà ổng ướt không à. Thôi chào em nha. Thế là kế của mình đó hả? Rồi là em này là nậu nè. Bên này là cơm tấm. Rồi bên này là nướng kế luôn nè. Ồ, cái nóng luôn nè ha. Đúng rồi, cái nóng luôn. Ồ, đúng bài luôn á. Có cái nục á, cái nục nướng mà ngon ha. Dạ. Có cái mập nướng được. Có cái mập nướng được á hả? Đúng rồi. Ăn không? Cái liệu đây nè, cái liệu đây nè, qua dở lên cho em nè.
Bây giờ Phương sẽ đi đây lại ha. Vô. Bên này cá cũng lung tung á, cá cũng đủ loại luôn nè. Ồ, này mực rất là tươi nè. Rồi, được qua một xỉa rồi ha. Giờ này là 7 giờ rồi. Rồi, đây được một xỉa rồi nè. Này cá liệt. Cá nào ít là người ta tranh dữ lắm. Rồi, kìa coi. Rồi, chị Diễm. Khỏi đi cũng xô luôn. Từ đây là kẹt luôn. Bên đây là nhà chị Hằng. Ủa, cái này cái dưới cái đỏ đỏ là cái gì đây? Đậu chân. Chị Hằng, cái gì đây? Đây là cái gì chị Hằng? Cái cắt kè. À, cái cắt kè. Ồ, cái này nướng ngon lắm nè. Ha chị ha. Đây nè. Cái cắt kè đó bao nhiêu một ký hả chị Hằng? Cái này là khách du lịch nè. Cái đó hiếm lắm hả chị hả? Ồ, bên em là mực nang. Rồi, xong rồi, được 2 thùng. Rồi, ké thêm nè, khỏe ha. Được cái cơm nến mà ghê luôn. Chào em. Vương đứng nãy là Vương này kẹt được. Chị ơi, hôm em quay chị đó, có nhiều người hỏi số điện thoại đó, rút á. À, rút á, hỏi em quá trời luôn. Bây giờ chị đọc số điện thoại của chị được không? Số rút của chị á, rút khô á. Không biết cái số của mình luôn hả? Khán giả hỏi em. Ở Hàn Quốc á. À, chị nhớ số nữa chứ. Để qua đây. Ủa,
bên Hàn Quốc á, hỏi mua thuốc chị này nè. Trời ơi. Rồi chị đọc cái số của chị này đi. Rồi. Rồi. Lấy ra chị đọc nha. Anh Khôn à. Dạ. Rồi. 0903. Rồi. 293. Dạ. 870. Dạ. Rồi. Là thuốc. Thuốc gì? Thuốc xào đó. À, thuốc rang giòn á. Dạ, thuốc rang giòn. Dạ. Hôm mấy người hỏi luôn. Hôm kia họ cũng bình luận với em á. Rồi có người ở bên Hàn Quốc á điện cho em. Hỏi là thuốc cái video đó họ coi video trước. Thành ra không em cũng quên số điện thoại. À. Đó. Rồi chị đọc lại địa chỉ của chị đi. Địa chỉ là 30 xịt 1. Rồi. Tổ 1, đường 5 Vĩnh Trường. Rồi. Nha Trang ha. À, chị cảm ơn. Rồi, nước khô. Rồi em chào chị. Đẹp mà đẹp gái như là bánh bánh két của bé hả? Rồi bữa nay là cá nhiều không em gái? Cá nhiều không? Bánh thế nào? Đó, làm cái chị kia. Bên đây là lựa kích cỡ ha, phân loại ha. Dạ, con hả? Ờ, con không có xem trả tiền đô bê, chú Nam ơn. Rồi, lên truyền hình rồi. Bây giờ Phương rè lại. Phương sẽ đi tiếp tục con đường Võ Thị Sáu ha. Phương rè ra đây thì có một cái tủ bánh mì nè. Nướng thịt, bánh mì, thịt nướng nè. Cái đây bao nhiêu một ổ em? Dạ, 16 ngàn. 16 ngàn một ổ. Ở đây là món ăn bình dân mà con có bán chị. Nãy giờ Phương quay bên kế dân sinh Vĩnh Trường cũng lâu á bà con có bán chị. Bây giờ Phương sẽ ra lại đường Võ Thị Sáu ha. Phương sẽ đi đọc một đoạn nữa cho bà con khán giả xem. Cũng có một cái chị khán giả cũng hay xem kênh của Phương. Chị khán giả này ở Đức đó bà con có bác chị. Dạ em chào anh. Chị có về không anh? Hôm em với chị với cái chị gì đó, chị Vui. Dạ phát về ở dạ. Chị quay lâu chưa anh? Dạ. Dạ. Thôi em chào anh nha, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cho em gửi lời thăm chị nha. Chúc chị Vui nữa. Dạ. Dạ. Con anh ở tư bang nào? Dạ. Rồi cô bé đâu? Dạ, cô bé ở nhà. Thôi em chào anh. Sáng nào đi quay à? Dạ, sáng nào cũng quay á. Lâu lắm rồi em mới gặp anh nè. Quá. Dạ. Ờ à, bên này Phương thấy anh này cũng tội. Đợi Phương qua Phương gửi anh này ạ. Anh ơi sao lượm bánh mì anh? Bánh mì người ta bỏ rồi mà. Anh ăn cái gì không? Cái đó người ta bỏ rồi. Anh này là anh cũng bệnh. Bỏ đi anh. Bỏ đi. Đây là có người gửi cho anh 200 nè. Anh bỏ đi, anh bỏ cái đó đi. Người ta
Ô anh bỏ ra đó làm chi nữa? Đây. Phương tiếp tục trích tiền của hội nhạc cổ Thiền Ca Vô Vi đó, gửi cho anh 200. Anh ơi, đây gửi anh 200 nè. Dạ. Rồi đừng ăn cái đó nha, anh bỏ đi nha anh. Đoàn này là buổi sáng bán bánh xèo, bánh căn, mì quảng. Ở phường quê thì bánh xèo này. Bên này là bánh xèo, bên này là bánh căn. Rồi chào chào chị. Bữa giờ bán đều không? Dạ. Lâu quen không? Dạ, lâu lắm rồi đó. Mấy tháng rồi. Rồi chị bán buổi sáng thôi chứ đâu buổi chiều đâu bán đúng không chị? Dạ. Chị bán cũng lâu lắm rồi nè. Chị cái chỗ bánh căn của chị đó là chị tên gì? Chị nhắc lại cho khán giả biết à. À chị Yến. Em 30 năm rồi. Rồi 30 năm rồi, chị Yến ở dưới cô bé nè. Rồi, xin chào, chào chị Yến. Còn bên đây là con của chị. Bên đây là cha. Rồi, con gái. Bên đây là bánh xèo. Ủa chưa khách hả con? À khách đang ăn nè. À cái đây đợi nóng nha. Khách tới là mở đổ chứ không có đổ trước đúng không con? Bánh nóng. À bánh nóng. Bánh xèo của con là bao nhiêu một cái con? 8.000. 8.000 một cái. Rồi 8.000 như thế nào nè? Rồi 8.000 là mấy con mực con? Tùy theo ạ. Không, mình tính bình quân thôi. Hai con không? À hai con. Rồi có tôm không? Rồi tôm mấy con? Rồi một con đúng không? Theo, lớn đúng rồi, bình quân đó, bình quân là hai con. Ủa là ba con hả? Là ba con. Một miếng thịt, một con tôm là 8.000. Đợi Phương quay lại kia địa chỉ không? Anh ơi cái địa chỉ này chính xác không? Mới hả? Cái cũ cái mới, hai số. À hai số luôn hả? Đây là 92 võ thị 6, bên kia là 344 võ thị 6 luôn. Trường Đông hả chị ha? Đường Võ Thị Sáu Trường Đông. Hai số Phượng Quầy, hai số luôn. Số mới số cũ luôn. Bên đây là chị bán cơm vịt này. Bên này là chè cá. Rồi em chào anh. Dạ chào anh Sang. Dạ. Bên đây là gỏi chiều mà bán gỏi này ngon lắm mà con có bán chơi. Gỏi này nè. Gỏi ốc. Bên này là đình nè, chợ cũ. Chào anh. Chào anh Cường. Dạ em chào chị Diệp. Bữa giờ làm chả cá đều không? Bình thường em. Dạ bình thường ha. Mấy giờ là chị đã làm rồi? 3 giờ rưỡi sáng. Dạ 3 giờ rưỡi sáng là chị đã làm rồi. Dạ. Thôi em chào chị nha. Lâu quá. Dạ mấy tháng rồi em mới quay lại đường Võ Thị Sáu. Rồi chị đang làm rồi. Bắt tiêu rồi trong ngày chưa? Bắt tiêu nữa nè. Dạ con hả? Dạ con chào cô. Dạ chào cô. Cô vẫn bán thịt nè. Rồi bữa nay con thấy cô là bán trái cây ít hơn đúng không con? Dạ
Dạ. Bữa nay là con thấy máy rổ, bữa nay có bê rổ à? Dạ. Đi đâu không giờ không giờ vậy? À, con cũng đi quay nhiều nơi lắm cô. Đi tỉnh kia tỉnh nọ nữa. Đi đen hết chứ. Dạ, con đi suốt mọi đường mà. Dạ. Thấy con ướt éo hết không? Đi nóng thì ướt éo luôn. Dạ. À, cô là mẹ ruột ha. À, mẹ chồng. Dạ. Dạ, bên kia là mẹ ruột. Rồi cái em bán cà phê bữa giờ có bán cà phê sao giờ này chưa thấy? Dạ. Một cái phít thiệt to. Dạ. Cảm ơn chào cô. Phương tới này thì thấy anh này nè, anh cũng hay kéo xe này đi lượm giấy cắt tông nè. Rồi giờ này có không anh? À, cũng đỡ rồi. Mấy bữa em đi thấy anh đi tút Lê Hồng Phong luôn. À. Mấy giờ là anh đã đi rồi? 2 giờ anh đi rồi. 2 giờ. Ở dưới này anh đi lên đường tới tận Nha Trang luôn hả? Tới Nha Trang tới khu về. Dạ. Mỗi lần đi như vậy là kiếm được bao nhiêu tiền? 60 chục. À, 60 chục ha. Bây giờ Phương trích tiếp tiền của hội cổ nhạc Thiền Ca Vô Vi, gửi cho anh này 200. Anh ơi, đây gửi anh 200 nè. Dạ. Thôi anh đi ha. Rồi chiều này nghỉ Gia Lan bữa đi cho khỏe rồi mai đi tiếp. Hồi nãy giờ Phương quay cũng rất là lâu, bà con có bán chị Phương quay cạn cá, rồi Phương lại ra đường Võ Thị Sáu quay tiếp. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.